Hi, xin chào mọi người, mình là Akai. Chào mọi người trở lại với channel của Akai. Ngày hôm nay mình sẽ làm một tập mới của Akai và Linkage. Chúc mừng các bạn sinh năm 2002 đã hoàn tất kỳ thi đại học của mình. Hy vọng mọi người đã làm bài tốt và sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Thì ngày hôm nay mình cũng có một chút thời gian thì mình sẽ làm một tập Linkage mới, và Linkage này sẽ hướng đến sự linh hoạt, sự phong phú và đa dạng trong Linkage và cách sử dụng những ngón tay sao cho nó uyển chuyển. Thì đối với những bạn chưa quen thì đây là một bài tập luyện rất là tốt để mà mình thoát khỏi vòng an toàn của chính bản thân mình và mình đi học hỏi những cái mới, những cái mà mình không có thoải mái với nó. Còn nếu như những bạn đã quen rồi thì đây cũng chỉ là một cái ý tưởng Linkage cho những ai muốn biết thêm những cách mà book nó có thể đi và những cái Linkage hay để mình có thể phát triển bản thân, sáng tạo thêm trong Linkage ha. Thì giới thiệu đã xong, mình sẽ làm một cái Linkage cho ngày hôm nay. Linkage ngày hôm nay thì mình sẽ chia nó ra làm nhiều phần. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cái phần 1. Phần 1 nó sẽ là một cái Twisted Sonic mà thay bằng mình làm hết nguyên một vòng thì mình lại để xuống như thế này. Đó, để xuống T3, charge nửa vòng qua 2-3. Lưu ý là khi mà mình để xuống như thế này, đó, thì mình để xuống như thế này thì mình phải để hai cái ngón này thẳng ra, ngón trỏ và ngón giữa này thẳng ra ha. Đó, thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, nửa vòng qua 2-3. Nửa vòng thẳng hai con này ra qua 2-3, và sau đó sẽ là 2-3 inversonic reverse qua 2-4 như thế này. Nhưng mà khi mình giữ 2-4 thì thay bằng mình đi hết vòng xuống 3-4 thì mình sẽ giữ 2-4 như thế này, và sau đó là mình lấy ngón trỏ để xuống và mình để tạo ra một cái đà để mà mình làm cái ring back như này. Đó, và dừng ở ring back ha. Cái lý do mà mình dừng ở ring back là bởi vì nó sẽ tạo ra những cái ý tưởng và khiến các bạn phải suy nghĩ xem rằng ồ, sau đó thì mình có thể làm gì và tự sáng tạo thêm trong việc tìm Linkage và thực hiện nó. Thì Linkage ngày hôm nay nó chỉ có ngắn như thế, và mình muốn đề cập và hướng dẫn những cái Linkage ngắn, những cái dạng ngắn như thế này là bởi vì sao? Là bởi vì chính những cái thứ nhỏ nhất, những cái đoạn Linkage ngắn như thế này mà mình tập trung vào chuyện mài dũa và làm cho nó thật nhuần nhuyễn, nó mới là quan trọng. Và sau đó mình sẽ kết hợp được những một chuỗi những cái Linkage nhuần nhuyễn lại với nhau, thì nó sẽ bảo đảm được cái tính thẩm mỹ của nguyên một cái combo, cũng như là nhiều các đoạn Linkage ghép lại với nhau thì nó đảm bảo được cái sự nhuần nhuyễn và các bạn làm nó một cách thuần thục. Đó, thì Linkage ngày hôm nay nó sẽ như vậy, và các bạn có thể sáng tạo thêm, có thể bỏ vào đằng trước, có thể bỏ vào đằng sau hoặc bỏ vào giữa combo, bất cứ như thế nào các bạn muốn để mà sử dụng được cái Linkage này. Hy vọng mọi người thấy video này hay thì nói cho Akai biết là các bạn thích những cái nội dung như thế này. Còn nếu có những cái góp ý, những cái bình luận, thắc mắc gì đó thì có thể hoàn toàn để lại cho Akai ở dưới phần comment để Akai đọc và sẽ trả lời các bạn xem là mình cần thêm những cái gì. Thì Linkage này hôm nay đó là cái
đoạn ngắn như thế này. Cái này sao khó làm thế? Đó. Thì đối với những bạn quen rồi thì nó có thể rất là dễ. Có những đối với những bạn chưa quen thì nó sẽ hơi khó chịu một chút. Tuy nhiên thì mình tin rằng là khi mà mình chăm chỉ tập luyện thì cái kết quả nó sẽ đến với mình, chứ không có phải suy nghĩ gì nhiều là cứ hỏi là làm sao để giỏi hơn. Thì mình nghĩ là tập luyện là phương pháp tốt nhất. Thì để mình để cái linkage này, mình sẽ bỏ cái linkage nào vậy này vào trong một cái combo. Là các bạn có thể sử dụng một phần của nó thôi. Chẳng hạn ví dụ như thế này, như là đi như thế này. Cái mod này tự nhiên bữa nay nó nhẹ quá ta. Ok. Nhưng bữa nay nó nhẹ quá. Rất khó để quay luôn. Bình thường cây này mình quay nó cũng rất là ổn. Chắc do gần đây mình quay những cây mod nặng nên là nó hơi khó quay. Ok, thì linkage tập lần này nó cũng chỉ có như vậy thôi. Và hy vọng mọi người đã học được những gì thú vị, bổ ích và có thêm ý tưởng cho việc tự sáng tạo và nghiên cứu thêm và linkage cho bản thân, cũng như là một cái động lực để mà bạn tập luyện khi mà bạn vừa thi đại học xong. Thì bây giờ có thể xóa rồi, có thể chơi rồi thì tập luyện thôi, đâu có gì phải ngại đâu. Còn những bạn thi đại học hoặc chưa thì cứ tập luyện thôi. Cái bút này nó rất là vui và đem lại một cái niềm vui đó rất là thật, chứ không phải là mình phải cố nghĩ là nó vui hay gì. Quay chủ yếu là vui tay như thế này. Đôi khi tập luyện thì cũng có những cái khó khăn, cho nên là phải nghĩ là không được rồi, nhưng mà không sao. Luôn có Kai ở đây để mà đồng hành cùng các bạn trong cái hành trình thưởng thức bộ môn webhook này. Rồi cố làm lại một linkage lần nữa ha. Khó vậy này, bữa nay nó nhẹ vậy ta. Thôi nghỉ luôn đi. Nhẹ quá là nhẹ. Yeah.